Dạ, công an Sài Gòn thôi, kính chào quý cô chú anh chị bạn. Mời quý cô chú anh chị mình lưu ở chỗ học sinh ha. Vừa quế thành phẩm me thẩm gà bông luôn ha. Phôi tứ quý, phôi me vàng với me tàn ha. Rồi mình vô clip nha ha. Chào anh Sơn ơi. Rồi chào anh Linh. Dạ chào quý chú anh chị. Bữa nay em được ra là hai cây một quế thành phẩm nha, với một cây mai tứ quý nằm trong lưu nha, với một cây mai tàn. Em mới cũng về luôn, bữa nay là cây mai tàn em giảm giá luôn xuống rồi cô chú anh chị chơi luôn ha, với hai cây me. Rồi giờ em ở quận Cái Răng, phố Cần Thơ ha. Số điện thoại em là 0932944597, số đó là cũng sẽ số Zalo của chú anh chị, cũng không mất thời gian của chú anh chị ha. Rồi cây vô cây số 1 ha, là cây mai vàng ha, dáng thú ha, quái rất đẹp của chú anh chị. Nó nhỏ mà nhìn nó hơi quái ha cô chú anh chị. Để đế điều nó ra trước luôn ha. Này ghép rồi, dương thú ha. Cây này về của chú anh chị ghép là hết ý luôn ha cô chú anh chị. Rồi cho thông số. Rồi em đo cái thông số ha. Để điều ha, nó dễ ra trước luôn. Hoành em của nó là được 22 cô chú anh chị ơi. 22 hoành ha. Hoành 22. Đi đo chiều dài thú trước đi. Chiều dài thú là 22 luôn cô chú anh chị ơi. Cao là 39. Cái củ đặc là 50 cô chú anh chị. Ha, 50 ha. Rồi con thú này em giao lưu với cô chú anh chị ha, là chiều gửi luôn ha. Cái này em bao ship toàn quốc cho chú anh chị luôn đi ha, 1.500.000. Dạ rồi, 1.500.000 là cây X1 nha. Rồi mình đổi cây qua X2. X1 1.500.000. Rồi tới qua cây X2 nguyệt quế của chú anh chị. Em quay dáng bài. À, nguyệt quế dáng bài của chú anh chị ơi. Cây này về của chú anh chị kỹ bỏ lên cái chậu là chơi hết chú anh chị. Tàn kính ấm rồi. Điều điều rồi. Cây này là nó thừng trong chậu nha chú anh chị. Rễ chú anh chị thấy nè ha. Đó, rễ cám nè, thấy không? Cây là bao sống khỏe mạnh ha của chú anh chị. Để điều rễ điều cho ha. Cây dáng bay rất là đẹp ha. Quay nhà chị. Nó bay khéo luôn cô chú anh chị. Quế lá sắn bông chùm ha cô chú anh chị bạn. Cái này lá sắn bông chùm của chú anh chị, da láng luôn nghe cô chú anh chị. Để nó cũng nồm sọm xuống cũng đẹp. Đẹp. Rồi em đo cái hoành cho chị xem ha. Chị cành ấm. Điều. Hoành nó là 53 của chú anh chị. Rồi, hoành 53. Xuống cái củ đặc nó kìa. Củ đặc nó là 88 của chú anh chị ơi. Ha, củ đặc 88 ha. Đo mút trên luôn á. Rồi em đo cái chiều bay cái. Rồi chiều bay của nó là 1m27 của chú anh chị ơi. 1m27 ha. Bông chùm ha. Tán ngang là 75. Lá sắn bông chùm của chú anh chị. Nè, thấy không? Rồi cây X2 này em giao lưu với cô chú anh chị ha, 5.500.000 luôn. Em bao ship 200 của chú anh chị. Cây này hơi nặng của chú anh chị. Rồi X2 cho phép đổi cây cô chú anh chị. X2 5.500.000. Cùi trái chùm kính điều đó. Rồi bây giờ chờ em xuống cái em lên có cây cây trên chậu cái chú chị ha. Chờ em cái nha. Rồi, cây này cũng hơi nặng. Qua cái tay ha. Nè, quay cây khác cho chú xem. Tiếp anh cái phút. Nè. Rồi để đẩy này. Mẹ này ha. Con sai. Con lắc. Cây đó thì chậu khỏe. Còn quay nó hơi ấy. Cây này mới vô vậy sang
Đó. Rồi. X3. Đó, cây này X3 của anh chị, cũng nguyệt quế luôn nha. Bẻ vô dây ra tàn tròn. À, này em vô dây cho anh chị rồi ha. Nghĩ là về của anh chị là chỉ chơi thôi chứ không làm gì nữa chứ của anh chị. Này là em vô là một nước dây này nữa là nước thứ hai ha. Ra tàn cũng tròn đều ha. Này mình về mình để cho lắc lượng đi. Đế này nở nè. Đế đều quá trơn của chú chị ơi. Nở luôn nha. Nè đế nè. Đế đều quá trơn của chú chị, anh chị. Cây là sống khỏe nghe, thần chậu luôn nha. Đó. Cây là thần chậu. Khỏe nó ra từ cái này là biết thần chậu ha. Vô tay cành nó bự bự. Có phẳng bằng tay cái ở giữa ha. Quay lá sắn một chùm luôn. Tàn điệu. Cây rất khéo, rất đẹp của chú anh chị. Rồi em đo cái quạnh chị xem ha. Quạnh đó là 46 của chú anh chị. Dạ, quạnh 46. Đế này cũng đế lực ha. Má. Thoát thân là 27 của chú anh chị ơi. Cao của nó là 1m34, tán ngang là 1m14 của chú anh chị. Rồi cây này cây X3 ha, nguyệt quế lá sắn bông chùm của chú anh chị. X3 cây này giao lưu với cô chú anh chị là 3.500.000 luôn ha. 3.500.000 của chú anh chị. Này để nở. Đẹp, rễ đều. Thần chậu luôn. À. Cây thần chậu luôn của chú anh chị ơi. Thế rồi. À. Rồi mình chuyển qua X4. X4 là cây nào lên sân? Rồi cây X4 là cây mai tới quý luôn của chú anh chị ơi. Cây cái cần phóng bay đẹp, rất đẹp của chú anh chị. Thân một cốt luôn ha. Cành bay phóng nè. À, rất khéo, rất bay của chị. Rất khéo à. Cây này về của chú anh chị ghép là dư ý luôn hả của chú anh chị. Em thấy cái ghế ngoài này. Rồi để em lấy cái ghế ra, cái ghế nó hơi chẳng. Để lực đều hay quý cô chú mà. Sộp xuống. À. Để là còn dưới nhiều lắm cô chú anh chị. Đều hết chân luôn ha. Cắt con rễ này cũng được luôn. Dạ đó, cắt con rễ này được mà em không có cắt cô chú anh chị ơi. Để luôn. Nó xổm xuống cái gì ha. Đó, thấy không? Rễ này thích để. Dạ, cô chú anh chị thấy nè, rễ dưới này nè, cộng bành bành bắp tay em không ha. Đều hết chân cô chú anh chị ơi. Cây muốn cho đi nôm là cắt mấy bà cây lực lắm cô chú anh chị ơi, rễ đều hết trơn bốn phía luôn, không thiếu mặt nào lên cho cô anh chị. Cây rất là nâng cây, khéo cây của chú anh chị. Đó, thấy không, rễ nè đều hết trơn của chú anh chị thấy ha. Đó, bữa nay là em bư hết luôn cho cô chị ha, coi đó. Rồi em đo cái hoành cho chị xem ha. Rồi quạnh đây là nó 55 hết của anh chị. Rồi em xích xuống cái cậu rễ cái cho anh chị xem ha. Quạnh 55. Ở dưới này là nó 62 của chú anh chị. Ha, ngay cậu rễ là 62 ha. Đó. Cậu rễ 62. Rồi em đo thoát thân coi. Thoát thân là 37 của chú anh chị. Rồi em đo đế sổ coi. Sổ đó là 25 của chú anh chị ơi. Đo cái tổng thể huỳnh đế của nó coi. Tổng thể huỳnh đế nó là khoảng cỡ 1m9 của chú anh chị ơi. Đế đẹp đều ha. Không chấm 1m9 ha. Rễ là nó đều hết trơn của chị, không thấy chỗ nào mà hở trơn ha. Đó, cây này ghép là dư ý của chú anh chị ơi. Tôi quý mà cây cỡ này là tuổi thọ nó cũng lớn lắm quý chú anh chị. Đo đường kính ngang cái cây.
Rồi đường kính ngang là 79 của chú anh chị ơi. Chỉ cần là cũng đều nữa. Chiều đứng đó là dư một tính 1m4 thôi của chú anh chị. Cần bay nó em dối không tới, cần ba nó dương 1.5m thôi anh chị ơi. Cái này có 1m7 mà giờ thôi tính 1.5m rồi ha. Quá cao đi. À, cũng chị thấy nè, cần bay nó rất đẹp của anh chị. Thằng lắc này cũng chi về ghép là đẹp lắm của chú chị ơi. Cần bay nó lắc nó đều luôn. Chỉ cần nó cũng đều luôn ha. Đây, thẳng luôn, một cốt thẳng. Hồi nãy là em đo cái cổ ghế rồi nó sắm mấy ha, giờ em đo cái củ đặt đó cho cô Hảo chú anh chị xem cái củ đặt đây. Nãy thì đo tổng thọ hoành đế của nó, giờ cụ đo cụ đặt coi. Rồi ở cái cụ đặt tới 1m5 luôn cô chú anh chị ơi. Đẹp. Đều. Đó, đều hết trơn đó cô chú anh chị. Rất là đều ha. Cây rất khéo của chú anh chị ơi. Cành phóng thì chỉ cành cũng đều luôn. Cây mai tứ quý nè. Cây mai tứ quý. Cây này cây ít 4. Rồi cây ít 4. Đấy là khổ chê. Ít 4. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 29 triệu luôn ha. Em bao ship 200 luôn cô chú anh chị. Rồi giá không nghĩ cô chú anh chị mình luôn. 29 triệu. Em bữa nay em bán giá hữu nghị của chú anh chị chơi luôn ha. Cây rất khéo luôn của chú anh chị ơi. Con mày bự đế quýp ha. Đế nở luôn. Cây này đế rễ khẩu chê 24 giờ luôn. Quá đẹp ha. Cây rất là khéo của chú anh chị. Mình rồi tới cây X5 là cây mai tàn của chú anh chị. X5 mai tàn. Đó, cây mai tàn. Cây bầu đất bầu là còn nguyên si luôn nghe cô chú anh chị. Không có bị gì hết trơn ha. Cây này cũng không đi xe cẩu của chú anh chị. Phần là em đậy là cái phần ở trên cái rễ đó nè cho nó mát cái cây rồi mình nó không có rớt lá của chú anh chị. Cây này em nói thiệt với cô chú anh chị ha, là cây quay em quay 2 clip ha. Giờ bữa nay là em sụt giá xuống em giao lưu với cô chú anh chị luôn ha. Cô chú chị nào có sở hữu thì ở ủ ha. Giá hữu nghị luôn. Để đều. Khá đều ha. Cái tàn nó tán ngang khoảng cỡ 3m5 cơ chú chị. Cao khoảng 4m ha. Bầu đế ghê lắm bự luôn. Cái để em đo cái đường kính bầu coi. Đường kính bầu nó 1m25 của chú anh chị ơi. Cái này là bữa em đo là như 2 cộng thước mấy nè. Thì tính 2 cộng thôi như là cái hoành đế tổng hoành đế nó là 300 đó nha. Tổng hoành đế nó là 300 của chú anh chị. Ngày xưa cũng đều kính. Bông là đẹp lắm nha cô chú anh chị. Bông là 9 12 cánh nha. 7 cánh rồi cũng có nữa cô chú anh chị. Cây là bông chùm nha. Bông hai lớp luôn cô chú anh chị ơi. Cây này về của chú anh chị là kỹ là xây cái bồn rồi bỏ vô là tết chơi luôn. Cây này là hổm gà em bứng là khoảng cỡ cũng cỡ 10 ngày không rớt lá của chú anh chị. Bao của chú anh chị luôn ha. Lá là không rớt ha. Em tỉa xương lại thôi. Rồi giờ em đo cái hoành ha. Hoành là 55 của chú anh chị. Ha. Rồi em xích xuống dưới một chút cái cây cho chú anh chị xem luôn. Xuống dưới thì 60 ha. 60. Đó. Xuống dưới là 60. Là ngay cổ rễ của chú anh chị.
dễ phân bón đều, nó không già nhưng mà đều. Cây nó rất là già, cây khéo cây lắm của chú anh chị. Rồi thoát thân là 23 của chú anh chị ơi. Thoát thân 23. Tàn rất đẹp đúng của chú anh chị ơi. Tàn tròn do. Tàn là đều băng hết trơn, tròn do hết trơn luôn chú anh chị. Bốn phía luôn. Tàn rất là tròn. Em để lên cái bàn quay không được của chú anh chị, tại vì cái này là ông đi xe cẩu mà, cái bầu quá trời nặng của chú anh chị ơi. Cái bầu lớn như lắm lớn. Tàn em để lên cái xe kéo chịu nổi rồi chứ để bàn quay không có cách nào để nổi. Đúng rồi, bự quá. Bự. Cái này cỡ năm chục người khiêng chưa nổi nữa. Quá trời. Bởi vì cây nó không mất sức, cây lá dạ, to bự. Cái lá là to ha, không mất sức luôn của chú anh chị thấy ha. Cây này Tết là của chú anh chị ha, là trồng cái hoặc cái bồn hay là mua cái chậu lớn nha, bỏ vô Tết chơi luôn. Xanh. Bữa nay là em muốn giao lưu với chú anh chị là cái cây này luôn ha. Chú anh chị nào xem ấy ủng hộ em ha. Bữa nay em giao lưu với chú anh chị là cho chú anh chị sở hữu cây này luôn. Giá hữu nghị luôn. Cây này ít năm ha. Rồi cây ít năm này ha, em giao lưu với cô chú anh chị ha là 42 triệu ha. Em bao ship là 200 của chú anh chị. Bao ship 200 km ha, cây tàn mặn đều. Ít năm. Tàn rất là đều. Công lực lực luôn, một cốt ha, có một cốt thẳng lên tới trên luôn. 42 triệu cô chú anh chị. 42 triệu cây ít năm. Bữa nay là em muốn giao lưu với cô chị luôn. À, cho cô chú anh chị chơi ha. Bữa nay là em ra cây này em rút vốn lỗ luôn cô chú anh chị. Thu hồi vốn lại. Thu hồi vốn lại. Nếu được gần thì nó đỡ tốn phí chút xíu không cô chú. Được chứ, gần gần ở đây thì nhẹ hơn tiền ship em chút. Còn như xa như Sài Gòn thì em tay em muốn bao là 200 cây. Như ở đây Cần Thơ đồ này kia thì nhẹ tiền ship em đỡ một chút, lỗ hơi ít. Em cũng nói thiệt cô chú anh chị, bây giờ là em rút vốn, rút thu hồi lại. Rồi mình đỡ cây hiếu cô chú anh chị, mình đợi thương chuyện khác thì mình quay tiếp cái này cho cô chú xem ha. Đó, cô chú anh chị để em quay cho rõ ràng kỹ cho anh chị xem cây tàn này ha. Tàn rất đẹp của chú anh chị ơi, xương cành đều luôn. Tàn quá đi. Rồi để giờ em lại đây em giờ hai cái cây me xuống cái nữa. Cây X6 với cây X7. Giờ đi em đây em quay cái này tiếp. Cô chú mình xem ha. Lại cái cảnh cái được cho anh xíu. Rồi, lên tiếp cái. Quá nặng của chú anh chị ơi. Tàn kính luôn. Cái này cũng bứng cũng khoảng dựng lên mà nó tàn. Cây này được cái tàn rất là đẹp. Điều. Cái này tàn khỏi chơi. Bà quay vòng đấy qua chúng xem ha. Để qua anh xưng ấy kia. Nghe lên bằng quay rồi mình lại đó. Lên chưa? Luôn ha. Lên chưa? Quá trời nặng của chú chị ơi. Đấy thì nó không có 24 giờ nhưng mà nó đều. Cân đấu hình lịch chứ. Bình bình. Rồi, để em kéo ra. Dạ, khỏi chơi. Rồi. Quá trời nặng của chú chị ơi. Em lùi chiếc xe lại cái. Rồi để em xuống cái cây này cái xong cái em ấy cái kia luôn cho quay lượt cho chị xem luôn. À. Tàn rất đẹp. Ít năm 42 triệu bao ship 2.1 ba vàng. Tàn. 3 mét hơn. Tàn ngang. Cái mít ha.
quay qua đây cây phôi thú quý cái nữa mình đây. Me ha, một size me thành phẩm. Chạy đi. Thú quý nha. Để whip cái nở. Quá nặng của chú anh chị ơi. Mình vô con me ha, bonsai thành phẩm. Rồi bữa nay em cũng giao lưu với anh chị hai cái me này luôn ha. Bữa nay em xuống giá chú anh chị chơi luôn. Đó, cây này là cây ít nãy năm giờ ít 6. Đó, của chú anh chị thấy nè. Cây này nuôi là tầm khoảng cây cũng cả chục năm rồi đó chú anh chị. Tay cành nó mới được lớn vậy nè. Nó lâu lớn dữ lắm luôn của chú anh chị. Bonsai. Cây bonsai rất là khéo của chú anh chị. Để cũ này cũng đẹp. Nó nở tăng lắc. Tàn trên tàn ấm kính đều. Vô dây tàn lắc lượng. Cây là rất khéo của chú anh chị ơi. Bữa nay em bán giá hữu nghị như chơi luôn ha. Cái me là đủ sức là ra bông ha. Ra bông cái trái lồng thòng thòng xuống rồi của anh chị. Cái chú anh chị làm một cái chén muối ớt á, để dưới này nè. Size này cũng đẹp ha, bự. Lắc lượng. Tàn nó cũng tròn đều á, cây nó ra phát triển ra tốt, dễ chăm sóc. Rồi, cho thông số luôn. Rồi em đo thông số của chú anh chị xem ha. Thông số nó là 31. Rồi, cái cũ luôn hả? Em đo cũ một cái nữa ha. Cái cũ đó là 59 của chú anh chị ơi. Nè ha, 59 nè ha. Cũ 59. Rồi thoát thân nó là 69 luôn của chú anh chị. Rồi cái cần nó phóng xuống kìa, bao nhiêu. Cần nó phóng xuống là 63 của chú anh chị ơi. Rồi em đo cái chiều cao nó. Cao nó là mét rưỡi luôn cô chú anh chị, em nhấu luôn nè ha, mét rưỡi ha, cao mét rưỡi đó. Rồi em đo cái tán ngang của nó ra đây. Tán ngang đó là 120 của chú anh chị ơi, 1m2 ha. Tàn tròn đều hết rồi. Thành chậu luôn. Đầy đủ. Cây rất đẹp, rất khéo của chú anh chị. Chọn mình luôn cái này luôn. Rồi cây X6 này, cây me ha, em giao lưu với cô chú anh chị ha là 6.500.000 ha. 6.500.000 ha, có giống gì bạn? X6 6.500.000. Em cũng là bao ship 200 của chú anh chị. Rồi, mình đổi cây. Rồi tới cây X7 là cũng cây me của chú anh chị ơi. Xe me 7. À, này đang ra bông của chú anh chị. Để em lại cái bông ha. Bông màu la luôn. Cái bông quá trời luôn ha. Cái trái luôn nè. Nó sắp sửa có trái của chú anh chị ơi. Nhỏ nhỏ rồi nè. Có trái nhỏ nhỏ rồi ha. Dài dài nhóc thôi nè. Đó, rồi có trái rồi nè. Ha, nè trái nè. Ừ, có trái rồi đó. Nè, trái nè. Rồi có trái rồi nè. Rồi nó đang có trái của chú chị ơi, quá trời nhiều luôn của chú chị. Đầy chứ. Đầy hết trơn rồi nè.
dài này luôn. Đó, nhiều lắm, nhiều rồi. Tàn thì ok, bự, to. Nè, cây này điều cái là nó đặc điểm là nó lũa hơi quái rồi chú anh chị ha. Đó, nó lũa, em lũa rồi nè ha, lũa rồi em sơn bu rồi đó. Cái này là cái thịt sống của nó nghe quý anh chị, em mới xịt nước em rửa nè ha. Đó là cây là em nói chị là của chú anh chị là không có gì dân ha, này là tới thịt của nó ha. Đó, lũa rất khéo không nè, lũa xuống đây luôn đó ha, lũa đẹp ha. Đó, ủa mà cây nó sống cây khéo. Rất khéo của chú anh chị ơi, đẹp rồi. Ok ok, thời gian phát đổ ha. Cô chú anh chị thấy hồi đầu có đầy đủ cây đổ ba xuống bay rất đẹp của chú anh chị ơi. Chi cành bẻ vô dây cũng điều thành phẩm hết trơn nha cô chú anh chị. Từng chậu nữa. Ra trái luôn, đầy đủ luôn. Sắp sửa có trái rồi đó chú anh chị ơi. Tàn ấm hết trơn, vô dây ấm hết trơn, đều hết trơn. Tầng 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 nha. Hàng hai vip nha cô chú bạn. Cái này là thành phẩm trơn của chú anh chị ơi. Rất là đẹp luôn của chú anh chị, thấy không? Rất khéo lắm cô chú anh chị. Nhân đổ đẹp luôn. Ha, đổ xuống gặt xuống ha. Đều. Nhìn rất là đã luôn cô chú anh chị. Điều ghen. Rồi giờ em đo cái chân. Cái hoành nha cô chú anh chị xem ha. Em lòn qua đây để chàng cái cọng rễ này nữa thì nó không có được, để em đo chính xác cho chú anh chị xem ha. Rồi hoành nó là 45 của chú anh chị. Hoành 45 ha. Hoành 45 của chú anh chị. À, thấy rõ luôn ha. Rất khéo không của chú anh chị. Rồi em đo cái chiều bay của anh chị xem ha. Chiều bay nó chắc rổ tầm cũng cỡ mét rưỡi quá. Rồi chiều bay mét rưỡi luôn của chú anh chị ơi. Chiều bay mét rưỡi. Cao nó 1m05 luôn của chú anh chị ơi. Cao 1m05 ha. Đường kính là 55 của chú anh chị. Rồi cây X7 này á, em cũng là giao lưu với cô chú anh chị ha, là 8 triệu rưỡi luôn của chú anh chị ha. X7 8 triệu rưỡi. Xe me, có trái đều. Xe me nghe của anh chị. X7. Đây rất là già. 8 triệu rưỡi. Đây lũa nhìn đẹp ha. Rồi số điện thoại của em là 0932944597. Em ở quận Cái Răng, phố Cần Thơ của chú anh chị. Số đó cũng là số Zalo đúng không chị ơi? Nó đẹp ha. Đã đi của chứ nè. Nhìn không chống luôn, tàn rất là đẹp, bonsai luôn. Thế rồi anh Sướng ơi. Rồi em cũng là cảm ơn cô chú anh chị ha, là ủng hộ em cũng mấy clip vừa qua ha, cũng là thành công, em cũng là cảm ơn cô chú chị là rất là nhiều ha. Rồi bữa nay cô chú anh chị xem clip này nữa thì ủng hộ em tiếp theo ha, đặng em có động lực đi kiếm cây của anh chị chơi ha. Chào cô chú anh chị. Rồi chào anh Sướng luôn. Rồi chào quý cô chú anh chị các bạn mình luôn nha.